Hi, what's up everybody? Đây là Su Boy. Hey, what's up? Y'all, it's your boy Ty BG. Mình là Marcio và mình là producer của team B-Ray. Rap Việt 2024 đã quay trở lại. Tất cả các homie ở Mỹ và New Zealand, hãy tải ứng dụng Vion phiên bản toàn cầu. Truy cập Rap Việt Hub trên Vion để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào. Xem sớm nhất và phiêu chọn Rap Việt 2024 nha. Mấy người bên Mỹ, mấy người bên New Zealand, if you guys want to watch it, you guys can download the Vion Global app and just check it out, man. We back, we coming strong. Hãy nhớ là truy cập vào Rap Việt Hub trên Vion để có thể bình chọn cho Rapper of the Week, rapper được yêu thích nhất hàng tuần. Các khán giả sẽ nhận được rất là nhiều phần quà dễ thương đến từ Vion. Vion là siêu ứng dụng giải trí để xem phim và show hàng đầu cho người Việt. Xem show Việt, mở Vion. Xem Rap Việt, mở Vion. Mở Vion, bình chọn cho rapper bạn yêu thích mỗi tuần. 22 giờ thứ 7 tới 22 giờ thứ 4 hàng tuần.